Chiều nay tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ đóng trên địa bàn phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch phối hợp về việc tiếp nhận điều trị cho học viên và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ. Trong thời gian qua, cơ sở đã tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đơn vị thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Hậu Giang tập huấn nghiệp vụ cho viên chức người lao động cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và khu vực xung quanh. Cơ sở bố trí lực lượng quản lý người cai nghiện trực 24/24, phát huy hiệu quả 137 camera được lắp đặt trong cơ sở và khu vực xung quanh cơ sở. Thường xuyên phối hợp Công an phường Hiệp Lợi và Công an thành phố Ngã Bảy để kịp thời cử lực lượng đến phối hợp trong tuần tra xung quanh cơ sở và giải quyết các vụ việc tại cơ sở. Trong 5 năm qua, việc phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cần Thơ và Sở Y tế Cần Thơ về tiếp nhận điều trị cho học viên được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đến cuối năm 2023, đã đạt mục tiêu 90-90-90 và khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy ở mức 11%. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Y tế thành phố ký kết kế hoạch phối hợp tiếp nhận điều trị người cai nghiện nhập viện, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy cho người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy.